Đây chào anh em, hôm nay mình giao con xì bo full zin. Full zin 40 triệu cho anh em Cần Thơ đặt yêu cầu. Đó, xe lên kia xe bên. Như xe thùng luôn nha anh em. Full lại một nha anh em. Full lại một nè, anh em biết phân biệt nha. Phục trước phục sau là bình xăng, bo là zin, zin hàng mới, hàng Malay. Zin hàng mới nha anh em. Chứ không có chơi ba phục lại một nha, phục zin nha anh em, phục zin với lại một là khác nha. Đó. Bốn mươi triệu cho anh em Cần Thơ. Số điện thoại của mình nha, 0977896908.